không mất mạng mọi người. Mình đăng ký 3G 5.000 một ngày, mình phát có một tí hết mạng luôn, chán ghê. Phải ao ra đăng ký lại. Hi. Ngại ghê á. Đăng ký một ngày 5.000 chứ không đăng ký cả tháng đâu. Vì hôm nay xinh vậy á, mọi người. Đấy là do đèn ở đây đẹp, chứ đéo phải do tôi xinh. Đèn ở đây đẹp, các ông ạ. Cũng muốn xinh lắm. Ta nói cái đèn nó đẹp mà đéo thấy quần thâm mắt ở đâu luôn. Tin được không? Sợ. Tâm hồn đâu rồi? Hiện tại thì tôi đang rất béo, cho nên là tôi đã thay đổi style rồi. Bây giờ tôi chỉ mặc đồ rộng thôi và mặc áo phông thay vì mặc các đồ bó sát, crop top các thứ, tại vì dạo này tôi rất béo. Tôi đã thay đổi style rồi nha các ông. Thì bây giờ tôi sẽ theo xì tai lăng động. Sao không đăng ký 10k? Công nhận đèn đẹp chứ mày xinh gì đéo. Đèn đẹp thật, ở đây đèn đẹp mày. Đèn nó tôn người ghê ấy. Tôn người ghê. Đèn ảo ghê. Được ấy nhở. Bao giờ Quỳnh thăm Sài Gòn á? Đầu tháng 8 nhá. Đầu tháng 8 vào thăm bà Anita. Quỳnh có play dễ TikTok đi. Mình có mỗi một cái má mà rồi cắn á. Thôi kinh lắm. Thế là view thấp rồi con vợ. View thấp sao? Như này là ngon rồi. Không cần nhiều đâu. Cái gì hello bé béo á? Khuyên thật lòng mà Lâm đã bị trai lạ tán và trai lạ tán á. Đéo tin được. Xong rồi Bảo Ngọc là vợ phải Lâm ấy. Đây. Chụp có mẹ ảnh gia đình ở ngoài lên bảo là bạn sống rất tốt với vợ con vào. Là sao? Cứ thằng này nó tán, đây thằng này nó nhắn tin cho vợ của ngoài Lâm đây. Ờ. Đấy các bạn ạ, xong rồi con vợ ngoài Lâm nó chụp lại gia đình. Cả gia đình của thằng ấy ấy. Ờ. Chỉ anh nè đang sống rất tốt vào cách tốt nhất đó. Này trông vợ ngoài Lâm xinh phết. Này. Xinh mà. Xinh mà. Thế em với con này ai xinh hơn? Em xinh hơn. Chào má, chào các ba. Anh. Nhưng mà đèn ở đây đẹp thật. Hello, hello. Con mẹ bực vãi lồn. Hiếu xe à? Được. Máy xe đi. Máy thử xe xem. Chào chị lần hai. Hello mọi người. Hello, chào Đức Hoàng. Mình không chào mỗi người một lượt thì mình chỉ chào chung thôi. Hello Fox Duy. Hello Nam. Chào anh em. Chị Quỳnh không học đại học nha. Hết chân ADP cho chị. Đấy, nói mới nhớ chị, hôm qua giờ chị Quỳnh chưa chú ý cơ. Em ơi hình như là về thôi. Chắc là thôi mình off stream mình đi về đây anh em ạ. Mình thanh toán rồi mình đi về thôi. Chứ ở đây hơi lâu. Ngại lắm. Về thôi anh em. Bye bye nhá. Bye bye nhá.